Xin kính chào quý vị và các bạn, rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trên kênh. Thì điểm mình đến là xã Phong Hòa, huyện Lai Vung, tỉnh Đồng Tháp, đến vườn kiển của anh Xuân ở Phong Hòa. Nó có một lô khí găng với một lô trang, với một cây trang với sâm núi trái nữa, cũng ngược với giờ được mong được giao lưu với bà con cô bác hàng xa. Mong cô bác hàng xa xem kênh ủng hộ ạ. Dạ, mời cây số mua này là cây bông trang, đây là mã số 0 của em anh này. Hôm nay em xem kênh ủng hộ nha. Rồi, cây bông trang rồi, cho mã số con trai. Mượn bà chị này bà đo giùm. Rồi, mã số 0 là có giá 4 triệu 500 ngàn. Rồi, 4 triệu 500 ngàn anh em ơi. Một cây bông trang đỏ nha anh em. Cái hoành 15. Rồi. Nó chiều cao luôn. 1m02. Rồi, cho giáp vòng cho. Một cốt nha anh em, tàn mới điểm ra rất là ấm nha anh em ơi. Bông trang đỏ nha anh em. Một cốt mong được giao lưu bà con cô bác hàng xa, mong cô bác hàng xa xem và ủng hộ cho anh Xuân nha mọi người. Rồi, đổi phôi. Rồi, tiếp tục mã số 1 anh em ơi, có giá 1 triệu 300 ngàn khế găng anh em ơi. Khế găng bình minh nha anh em ơi. Này là dáng phong cao nha anh em. Cái này cây rồi người ta có chơi sẵn, có cành sẵn luôn nha anh em ơi. Cái hoành là 33. 33 anh em ơi. Chiều cao là 1m16 hay cái gì? Rồi. Mã số 1 có giá là 1 triệu 300 ngàn bao ship toàn quốc nha cái gì? Rồi, chỉ 1 triệu 300 ngàn anh em ơi. Rồi, ngưng đổi phôi luôn. Rồi, tiếp tục mã số 2 anh em ơi. Mã số 2 cũng là khế găng nữa nha anh em. Cái này rất là dài nha anh em ơi. Và người ta có chi cúc cành sẵn, người ta đã chơi sẵn rồi nha anh em. Mã số 2 cũng có giá là 1 triệu 300 ngàn bao ship toàn quốc nha cái gì? Số điện thoại giao lưu là 0939184439 nha cái gì? Rồi, cái này giống như cụm gừng nhỏ dưới chân nha anh em. Đo một có cây đại diện là 18 nha cái gì? Rồi, hết chiều cao luôn. Chiều cao là 1m08 nha cái gì? Đây là khế găng bình minh nha anh em. Có giá là 1 triệu 300 ngàn bao ship toàn quốc nha cái gì? Cái này có chi cúc cành ta đang chơi sẵn nè nha em, có siêu bông mà siêu trái luôn đó nha anh em ơi. Nó rất là bông rất là... Rồi ngưng nổi phôi luôn. Rồi tiếp tục là mã số 3 này có giá là 700 ngàn anh em. Cái này em bán giá yêu thương cho anh em chơi nha anh em ơi. Chỉ có 700 ngàn thôi. 700 ngàn bao ship toàn quốc nha anh em. Này là 16 nha, 17 nha anh em. Này giống như con thú nào hai thân nha anh em. Chiều cao là 69 nha anh em. Rồi. Mã số 3 có giá là 700 ngàn bao ship toàn quốc nha vậy. Số điện thoại giao lưu là 0939184439 nha vậy. Rồi ngưng đó thôi luôn. Rồi tiếp tục mã số 4 anh em ơi, cũng có giá là 800 ngàn nha anh em. 800 ngàn, cây này bữa nay là phong cao không nha anh em ơi. Cây phong cao nha anh em. Cái hoành là 22 nha vậy. Rồi. Chiều cao là 99 nha vậy. Rồi. Mã số 4 có giá là 800 ngàn nha anh em. Cây này nó có cần rất là đẹp nha anh em. Có một cái cần hồi rất là đẹp anh em, mà cành phóng rất là đẹp nha. Rồi ngưng nổ phôi luôn. Rồi tiếp tục mã số 5 anh em ơi. Mã số 5 có giá là 800 ngàn nha anh em ơi. Mà nó giống như con thú nằm nha anh em. Rồi đo phanh số luôn. Quỳnh gì à? Quỳnh gì là 18 nha anh em. Rồi. Chiều cao là 69 nha vậy. Mã số 5 có giá là 800 ngàn bao ship toàn quốc nghe vậy. Số điện thoại giao lưu là 0939184439 nha. Rồi cái này là cây thành phẩm nha anh em ơi. Rồi ngưng nổ phôi luôn. Rồi tiếp tục mã số 6 anh em ơi, có giá là 700 ngàn nha anh em ơi. Mã số 6 giá 700 ngàn. Cây này cây thành phẩm, cây này cây người ta chơi rồi không à nha anh em. Cái hoành là 21 hả vậy? Rồi, 21 luôn. Chiều cao là 88 hả vậy? Mã số 6 có giá là 700 ngàn bao ship toàn quốc hả vậy? Rồi, chỉ có 700 ngàn thôi. Rồi, tiếp tục mã số 7 anh em ơi, có giá là 700 ngàn nha anh em. Mã số 7 khế găng bình minh anh em ơi. Siêu bông và siêu trái nha anh em. Nó có dễ có bông lắm nha anh em nè. Nó bông đó. Rồi cho thông số luôn nha. 17 nha. Rồi hết chiều cao luôn. 72 nha. Rồi. Mã số 7 có giá là 700 ngàn nha. Rồi ngưng đó thôi luôn. Rồi tiếp tục mã số 8 có giá là 700 ngàn nha anh em. Cây này cây cũng gây ra anh em ta có chơi rồi, cây thành phẩm nha anh em ơi. Hoành 19. Rồi hết chiều cao luôn.
Cây này rất là già cây nha anh em, cái gân này rất là già nha anh em. Mã số 8 có giá là 700.000 bao ship toàn quốc nha. Rất là già luôn nha anh em. Rồi nhưng đó thôi luôn. Rồi tiếp tục là cây mã số 9 cũng có giá là 700.000 nha anh em ơi. Mã số 9 giá 700.000. Bao ship toàn quốc luôn nha anh em ơi. Chú Hoành 22 luôn. Rồi hết chiều cao luôn. Chiều cao là 93. Mã số 9 có giá là 700.000 nha anh em. Rồi chỉ có 700.000 thôi nha anh em ơi, bao ship toàn quốc luôn nha anh em. Mã số 7 giá 700.000. Số 9 giá 700.000. Rồi ngưng đổi phôi luôn. Rồi tiếp tục mã số 10 anh em ơi, có giá 1.400.000 nha anh em. Đế rất là đẹp nha anh em. 1.400.000 bao ship toàn quốc luôn nha anh em ơi. Cái này là 34 hay gì? Thằng này thằng da cũng lắc lượng lắm nha, dáng dáng lông nha anh em. Chiều cao là 1m đỡ 1 hay gì? Mã số 10 có giá là 1.400.000 bao ship toàn quốc nha anh em. 1.400.000 bao ship toàn quốc nha anh em. Một cây khế gân bình minh rất là già, cái này canh nhánh người ta chơi rồi nha anh em. Ta có vẻ điểm hết trơn rồi. Rồi ngưng nổi phôi luôn. Rồi tiếp tục mã số 11 anh em ơi, có giá 700.000 nha anh em. 700.000. Hoành 21 luôn. Rồi hết chiều cao luôn. Chiều cao là 79 nha anh em. Rồi. Giáp vòng luôn chưa? Chỉ có 700.000 thôi nha anh em, bao ship là toàn quốc luôn, khế gân bình minh nha anh em. Tại hôm gầy lên khế bự rồi anh em kiếm khế nhỏ thôi anh em, kiếm một bầy khế nhỏ giá hợp lý để cho anh em chơi nha anh em. Rồi ngưng đổi phôi luôn. Rồi tiếp tục mã số 12 cũng có giá 1.200.000 nha anh em. Cái đế để nôm nha anh em à. Tay chân cành có đầy đủ nha anh em. Cái này người ta đã chơi rồi nha anh em, ta đang chơi. Chiều cao là 78. Hoành 26, chiều cao là 78 nha anh em. Mã số 12 có giá 1.200.000. 1.200.000 cái này cái đế nôm nha anh em ơi. Rồi ngưng đổ phôi luôn. Rồi tiếp tục mã số 13 cũng có giá là 700.000 nha anh em. 700.000. Hoành là 23 nha chị. Rồi hoành 23. Cao. Chiều cao là 70 nha chị. Cái này dữ lắm, bông lú bông ra là lú trái anh em. Mã số 13 có giá là 700.000 nha quý vị. Bao ship toàn quốc. Lú bông ra là lú trái anh em. Rồi, ngưng nữa phôi luôn. Rồi, tiếp tục mã số 14 anh em ơi. Có giá 1.700.000, có giá 700.000 nha anh em. Mã số 14 giá 700.000. Đây là 23 nha chị. Rồi hết chiều cao luôn. Chiều cao là 59 nha chị. Mã số 14 có giá là 700.000 rồi. Mã số 14 chỉ có 700.000 thôi nha anh em ơi. Bữa nay bán giá hữu nghị khế gân bình minh nha anh em ơi. Khế gân bình minh. Rồi nhấn nữa thôi luôn. Rồi tiếp tục mã số 15 cũng có giá là 800.000 nha anh em. Bữa nay giá hàng giá mini giá sinh viên nha anh em ơi. Chỉ có 700 thôi nha anh em. Rồi hoành 26. Rồi chiều cao luôn. Chiều cao là 81. Rồi chiều cao là 81 luôn. Mã số 15 có giá là 800.000 bao ship toàn quốc nha anh chị. Rồi mã số 15 bao ship toàn quốc luôn anh em ơi. Rồi ngưng nổi phôi luôn. Rồi tiếp tục mã số 16 cũng có 700.000 thôi nha anh em ơi. Mã số 16 chỉ có 700.000. Cũng là bao ship toàn quốc luôn nha anh em. Rồi cho thông số anh chị. Hoành 23. Rồi hết chiều cao luôn. Chiều cao 77. Mã số 16 có giá là 700.000 bao. Rồi chỉ có 700.000 thôi là có một cây khí găng chơi nha anh em ơi. Rồi ngưng nữa thôi luôn. Rồi tiếp tục mã số 17 cũng có giá là 700.000 nha anh em. Chỉ có 700.000 thôi. Bao ship toàn quốc luôn nha anh em ơi. Rồi cho thông số. Chú Hoành là 25. Rồi Hoành là 25 nha anh em ơi. Chiều cao là 86 hay gì? Mã số 17 có giá là 700.000 nha anh chị, bao ship toàn quốc. 700.000 anh em ơi, bao ship toàn quốc khế gân bình minh nha anh em ơi. Rồi ngưng nữa thôi luôn. Rồi mã số 18 cũng có 800.000 thôi nha anh em. Mã số 18 là 800.000, cây này cây thành phẩm cây có chơi rồi nha anh em, tương đối rồi nha anh em. Hoành 21. Chiều cao là 97 nha anh chị. Rồi hoành 21, chiều cao là 97, giá cũng lại là 800.000 anh em ơi. Mã
xuống 18 có giá là 800 ngàn. Rồi ngưng nổi phôi luôn. Rồi tiếp tục mã số 19 anh em ơi, cũng có giá 1.300.000 nha anh em. 1.300.000, cây này rất là già cây anh em ơi. 1.300.000. Cây này anh em làm rừng đồ này kia là rất là đẹp nha anh em. Cái hoành này là rồi, hoành cây đại diện là 20 rồi, tổng hết cái đế rồi, tổng luôn. Chiều cao là 89. Rồi tổng cổ hết rồi hàng. Tổng này là 47. Rồi, 47 anh em ơi, rồi cho giáp vòng kia. Mã số 19 có giá là 1.300.000 bao ship toàn quốc nha anh em. Rồi mã số 19 có giá 1.300.000 bao ship toàn quốc luôn anh em ơi. Rồi ngưng đổi phôi luôn. Rồi tiếp tục mã số là 20 anh em ơi. Mã số 20 có giá chỉ là 800.000 thôi nha anh em. Mã số 20 giá 800.000. Đào đế cũng được được không nha anh em, rất là đẹp nha anh em. Đo một cây, đo cái hoành đi. Hoành gì là 32. Rồi hết chiều cao luôn chứ. Một cây nhỏ là 17. Chiều cao là 86. Mã số 20 có giá là 800.000 bao ship toàn quốc nha anh em. Rồi nhưng nó thôi luôn. Rồi tiếp tục mã số 21 cũng có giá là 700.000 nha anh em. Mã số 21 khế găng Bình Minh chỉ có giá là 700.000 anh em ơi. Này làm gấp quá thành ra không kịp của em, bỏ vô cái giót luôn nha anh em. Quần này là 18 nha. Rồi hết chiều cao luôn. Chiều cao là 74 nha. Cái này nó có hơi cái lưng này chút xíu nhưng mà không sao nha anh em. À, có thẹo là nó rất là kéo lành lên nha anh em ơi. Số 21 có giá là 700.000 bao ship toàn quốc nha. Rồi ngưng đổi phôi luôn. Rồi tiếp tục mã số 22 cũng giá là 800.000 nha anh em. Mã số 22 giá chỉ 800.000 bao ship toàn quốc anh em ơi. Rồi cho thông số luôn chơi. Hoành này là 24 hả gì? Rồi hết chiều cao dùm luôn. Chiều cao là 70. Mã số 22 có giá là 800.000 bao ship toàn quốc nha. Rồi ngưng nữa thôi luôn. Rồi tiếp tục mã số 23 có giá là 700.000 em anh em. Bữa nay là bán giá là siêu khuyến mãi luôn anh em. Nó là siêu bông mà siêu trái luôn anh em ơi. Hoành là 22. Nó ra là có bông vậy đó anh em. Chiều cao là 69 nha chị. Hoành 22, chiều cao 69. Hoành 22, chiều cao 69 anh em ơi. Đó đây là 16 nha chị. Hoành gì là 22 nha chị. Rồi ngưng nữa thôi luôn. Rồi tiếp tục mã số 24 có giá là 5 triệu đồng. Cái này là cây Mỹ Cam nha anh em ơi. Lá chung bông đó nha anh em. Bông nó gì đó nha anh em. Rồi cho thông số luôn. Cái hoành là 22 nha anh chị. Hết chiều cao luôn. Chiều cao là 81. Mã số 24 có giá là 5 triệu đồng bao ship toàn quốc nha anh chị. Giá 5 triệu đồng anh em ơi. Một cốt luôn anh em. Cũ này rất là lớn nha anh em ơi. Rồi đo cái hoành cũ rồi nha chị. Sát cũ luôn. 38 đi. Rồi cái cũ nó là đặt nó là 38 nha anh em ơi. Rồi. 23 đi. Rồi 23 luôn. Rồi cho gấp vòng chơi. Cây này là cây lá chung nha anh em ơi. Cây này là cây lá chung nha anh em. Mẫu đơn lá chung. Rồi quay qua giáp vòng cho anh em ta coi bông cái này. Rồi ngưng lại đi. Rồi cái này là cái bông của nó này nha anh em. Một cốt luôn nha anh em. Rồi ngưng luôn. Rồi tiếp tục mã số 25 có giá là 3.500.000 anh em. Cây này là cây sam bông nha anh em. Dáng rất là đẹp nha anh em ạ. Một cây sam bông. Số 25 có giá là 3.500.000 nha anh em. Ở cây xanh này xanh trái nha anh em ơi, lộn, xin lỗi lộn, này trái này nha anh em. Cây hoành cũ là 42 nha chị. Rồi. Mười lăm nha chị. Hết chiều cao luôn. Chiều cao là 85. Mới sao đo lên trên cái đỉnh mà đo đâu, nằm dưới thì sao ta biết? Đo tốt trên á.
99 chiều cao nghe không vậy? Rồi, coi như là 1 mét anh em ơi, chiều cao 1 mét. Thì các em nó đo nó bỏ cái đọt lên nha anh em. Giá là 3.500.000 bao ship toàn quốc nghe không vậy? Rồi, ngưng đi. Rồi cho nó soi trái rồi. Đây là sam trái nha anh em ơi. Đó là siêu trái luôn nha anh em. Sam trái rất là dài nha anh em. Rất là dài cây luôn. Rồi ngưng nữa thôi luôn. Rồi tiếp tục mã số 26 có giá 1.300.000. Cây này cây nguyệt quế nha anh em. Cây nguyệt quế. Mã số 26 có giá là 1.300.000 bao ship toàn quốc nha anh chị. 1.300.000 anh em ơi. Rồi cho thông số luôn. Mình đế à? Rồi cho hết nồi đế đi. Mình đế là 79 nha anh chị. Chiều cao là 33 nha anh chị. Rồi hết chiều cao luôn. Chiều cao là 79. Mã số 26 có giá là 1.300.000 bao ship toàn quốc nha anh chị. Cái này là nguyệt quế, xin nhắc lại cái này là cây nguyệt quế nha anh em ơi. 1.300.000 bao ship toàn quốc nha anh em ơi. Rồi ngưng đổi phôi luôn. Rồi tiếp tục cũng là cây nguyệt quế nữa nha anh em, một cặp nha anh em ơi. Hai giá là 1.300.000 nha anh em, mã số là 27 nha anh em ơi. Nồi đế rất là đẹp nha anh em. Cái này nguyệt quế nha anh em ơi. Này nó cũng là siêu bông nữa nha anh em, bông rất là nhiều nha anh em. Rồi cho thông số luôn. Cái quạnh gì là 34 anh chị. Rồi chúng ta hết cái bầu ngang bự luôn. Cái chiều dài của cái bò đế. Đế là 58 nha quý vị. Chiều cao là 74. Mã số 27 có giá là 1.300.000 bao ship toàn quốc thêm chị. Nguyệt quế nha anh em ơi, nguyệt quế lá xoắn anh em, lá quấn nha anh em ơi. Rồi ngưng nữa thôi luôn. Rồi tiếp tục là mã số 28 anh em ơi, có giá là 600.000 nha anh em. Đây bán rẻ cho anh em chơi luôn nha anh em ơi. Nó giống như hai con thú mà nó mắc lẹo rồi kìa. Quạnh gì là 39 nha anh em. Rồi, một cây luôn. Một cây gì là 16 nha anh em. Chiều cao là 40. Mã số 28 có giá là 600.000 nha anh em. Cây này nó có, tại người ta có ghép một tược bên đây là khế nhật nha anh em. Một cây bên đây khế nhật, một bên cây là khế gân nha anh em ơi. Tại đây này ta ghép cho nó quái chơi nha anh em. Rồi ngưng nổi phôi luôn. Rồi tiếp tục mã số 29 rồi, có giá là 4.500.000 anh em. Cây này cây cần thăng anh em. Một cây cần thăng này ta đã chơi đang rất là đẹp nha anh em ơi. Ngọn gót giọt thôi hết hẹo luôn nha anh em. Chú giá là 4.500.000 một cây cần thăng anh em ơi. Rồi chi cành nó rất là già luôn nha anh em. Cái quỳnh đế là 58 không vậy? Rồi, rồi dòng eo kế luôn. Dòng eo kế là 37 không vậy? Rồi, hết chiều cao luôn. Chiều cao là 43 không vậy? Tàn bay là 88 không vậy? Hết cái tán ngang luôn anh em ơi, 88 anh em ơi. Mã số 29 có giá là 4.500.000 bao ship toàn quốc nha anh em. Bán giá hữu nghị video nha. Cây rất là gốc chữ A luôn đó nha, mà rất là đẹp anh em. Rồi ngưng cái đi. Rồi đổi thôi luôn. Rồi tiếp tục mã số là 30 cũng là cây cuối cùng ngày hôm nay, cũng là khế gân bình minh đó nha anh em. Mã số 30 có giá là 6 triệu đồng nha bà con. Rồi có giá là 6 triệu đồng anh em ơi, bao ship toàn quốc luôn nha anh em ơi. Rồi cho thông số luôn chị. Rồi hoành đế đi. Cái hoành đế là 78 nha chị. Rồi hoành eo. Hoành eo là 51. Nó dướng cái nhánh rồi. Nó dướng cái nhánh rồi. Nó dướng cái nhánh. Ờ thôi một vòng nó đi. Hoành này là 50 nha chị. Rồi hết chiều cao luôn. Chiều cao là 94 nha quý vị. Rồi cho giáp vòng luôn. Mã số 30 có giá là 6 triệu đồng bao ship toàn quốc nha quý vị. Cây này rất là già, rất là lực nha anh em. Rồi. Rồi cuối video xin mến chào và hẹn gặp lại bà con cô bác gần xa. Mong cô bác gần xa xem kênh và ủng hộ nha bà con cô bác gần xa. Rồi xin mến chào và hẹn gặp lại.